Vô, what's up quý vị? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em nha. Ngày hôm nay thì trong video này thì em muốn nói cho quý vị nghe một chuyện. Và chuyện này nó liên quan tới cái kênh của em quý vị. Thì cái chuyện này nó là như vậy đây. Thì câu chuyện nó là như thế này đây. Nói chung mình nhà em hơi nóng, em mở quạt một xíu rồi. Nếu như mình lỡ có ồn quý vị thông cảm nha. Đây là đó, thì như quý vị đã biết đó là cái kênh của em nó bị ăn hai gậy bản quyền. Nó bị ăn hai gậy nha. Một cây gậy là để phóng tờ cho quý vị dòm cho dễ chút. Đây là đây một cái gậy là của về cái video của kênh YouTube mà diễn đi lên. Hồi đó em có làm reaction đó cho quý vị biết mà, quý vị nào mà coi em hồi đó cho quý vị biết ha. Rồi cộng với việc là nhà em ngay lộ nó cho nó xe chạy qua chạy lại nó cũng hơi ồn nghe quý vị, cho mấy kiên cái quạt không đâu. Thì như đây. Đây em reaction đó, em reaction đó là cái video này là của Thổ Bé Màu nè, còn cái video này là của anh diễn đi lên nè, và hai cái đều bị gõ gậy luôn. Thì em tưởng đâu á là cái này á là kiểu như là nó bị dính mãi luôn, nó dính mãi luôn, nó không bao giờ nó hết đúng không. Nhưng mà không hiểu sao đó là ngày hôm qua quý vị, tối ngày hôm qua đó em không biết sao tự nhiên em nổi hứng lên, em vô trong cái phần mà cái phần trang cá nhân của em quý vị để mà em lục lọi cái phần mà tự nhiên em đi lục lọi lại cái phần mà bán quyền quý vị, cái phần mà nó có in cái dấu hai cái gậy trên đây nè đó. Rồi nó kêu là em làm cái bài kiểm tra gì mà liên quan tới bản quyền quý vị, giống hệt như kiểm tra trắc nghiệm, nó vô đó nó sẽ hỏi mình vài câu hỏi liên quan, ví dụ như là gì nè, mỗi hình thức chỉnh sửa cắt ghép video đều bị coi là vi phạm bản quyền, rồi nó cho hai đáp án đúng hay sai, chúng ta sẽ chọn đó là một là đúng hai là sai. Rồi nó cho nói chung nó cho mình tổng cộng là 4 câu hỏi quý vị, mình phải trả lời là đúng 3/4 câu thì lúc đó kiểu như mình mới đạt yêu cầu hay sao đó. Rồi sau năm sáu lần trả lời không đạt yêu cầu thì tới khoảng lần thứ 7, thứ 8 hay là thứ 9 rồi em cũng không nhớ nữa, nói chung là em đạt yêu cầu đúng 4 câu luôn quý vị, đúng bốn câu luôn. Nói chung là chỉ là những cái câu hỏi gọi là cũng là những câu hỏi đó thôi, nhưng mà quanh đi quẩn lại vậy đó quý vị. Nó hỏi đi hỏi lại vậy đó. Mình nhớ thì mình chọn đúng, còn mình không nhớ thì mình chọn sai đó. Thì hệt như là quý vị đi kiểm tra mà quý vị quay sang quý vị hỏi thằng bạn quý vị là mày đề mấy, tao đề 2, tao đề 1 phải không, rồi hỏi là hai đề khác nhau, nhưng mà thì ra là hai đề y chang nhau, chỉ khác chỗ là đổi vị trí câu hỏi thôi đó, khác chỗ là khác đúng chỗ đó thôi quý vị. Em trả lời đúng đạt yêu cầu, rồi cuối cùng hai cái gậy của em mất tiêu quý vị, hai gậy của em mất tiêu luôn. Em kiểu hả, nan ý đây là sự thật hay là giấc mơ đó, không tin được á quý vị, không tin được luôn. Tại vì em kiểu không tin được á, không, mình cứ nghĩ là mình sẽ dính hai cái gậy đó suốt cuộc đời, nhưng mà có điều là tự nhiên ngày hôm qua nổi hứng vô đây bấm chơi thôi, cuối cùng giờ mất tiêu hết hai cái gậy. Mất hết hai cái gậy luôn. Ô mãi trưởng chưa. Và sau khi mà kiểu như là em lục lại cái video cũ nữa vậy, em lục lại cái video cũ mà em thông ba em nói về cái việc mà em ngưng lại reaction gì bởi vì em bị gõ hai gậy á, thì em đọc chúng mày dòng chữ này nè quý vị: hoàn thành khóa học trên học viện về bản quyền để cảnh báo hết hiệu lực. Sau khi mà em đọc xong hết dòng chữ này thì em mới kiểu oh wow, hóa ra là mình chỉ cần gọi là cái gì ta, mình chỉ cần gọi là đi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm trong cái học viện bản quyền là coi như mình xóa được hai gậy rồi. Wow. Vậy mà từ đó giờ mình không biết. Sau khi mà em ngộ ra được cái gì, em ngộ ra được chân lý, em kiểu trời má chết mẹ, bản thân YouTuber mà trong khi đó những cái gì cần thiết cho kênh YouTube của mình mà mình không biết mẹ gì hết, nhưng thôi thấy mẹ luôn rồi. Thì nói chung ngày hôm qua quý vị, ngày hôm qua em đi vô trong cái kênh của em lục chơi á, thì ở đâu nè, tại đây là như vậy, vị thấy nè, lúc trước là ở đây nè, ở đây nó có hai cái gậy à, hai cái gậy nè, nhưng mà bây giờ thì qua bên đây nó mất tiêu rồi như quý vị thấy á. Thì ngày hôm qua em vào em xem thử là lục lọi chơi quý vị, thì ở đâu nè em cũng nhớ nữa, ở đây hay là ở cái chỗ này nè, nó thông báo là cái gì mà cảnh báo hiệu lực sẽ hết hạn trong vòng 90 ngày, tức là 3 tháng. Thì em mới lục lại em xem thử. Cái gậy thứ hai của em á thì nó bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 2021. Thì tính ra là gần 2 năm trời rồi, vậy mà cái gậy này vẫn chưa biến mất. Em mới kêu what the fuck, mày đùa tao đâu, hết hạn trong vòng 90 ngày mà trong khi đó mày 2 năm rồi, gần 2 năm rồi mà không mất là sao? Tới lúc mà em vào em thực hiện gì khóa học
trong học viện về bản quyền để cảnh cáo hết hiệu lực. Ờ, học khóa học trên học viện về bản quyền á, vô đó em trả lời trắc nghiệm sai tới sai lui, rồi cuối cùng đúng được một lần, sai tới sai lui, sai lui sai ngược, rồi cuối cùng trả lời đúng, rồi cuối cùng hai cây gậy mất tiêu luôn. Ngoại trưởng. Rồi đó quý vị, thì video này chủ yếu là để cho quý vị biết rằng đó là cái kênh của em nó đã mất hai cây gậy rồi đó, nó mất hai cây gậy bản quyền rồi. Và bây giờ thì cảm giác của em nó kiểu như là vui nhưng mà nó cũng hơi nghi ngờ quý vị. Thì vui là tại vì bây giờ là kênh em mất hai gậy rồi, nó mất hai cây gậy đó rồi, thì em không phải lo lắng như hai cây gậy nữa. Tại vì lúc trước em xác định luôn là thôi bây giờ hai cây gậy này có thể là tồn tại vĩnh viễn. Vậy thì bây giờ chỉ còn một cách để gỡ hai cây gậy này, đó chính là liên hệ với chủ của video, chủ của cái video mà em reaction á. Thì đúng thật sự là em là cái người bậy đầu tiên quý vị, tại vì em reaction video người ta mà em không xin phép đó. Mà em lại nói là mà trong video em lại nói rằng là nếu như mà chủ sở hữu của video mà không đồng ý sự xuất hiện của cái không đồng ý với sự xuất hiện của cái video reaction này á, thì cứ comment đi, kêu comment là kêu em xóa đi, em sẽ xóa. Nhưng mà cuộc đời đâu đơn giản như đâu quý vị, không em gì ta, em suy nghĩ là một chuyện, còn người ta có suy nghĩ giống em hay không đó là một chuyện khác đó. Và thế là người ta thấy người ta phan thẳng mặt luôn, chứ người ta đâu có comment kêu xóa gì đâu quý vị đó, người ta phan thẳng mặt luôn đó. Như thế là hai chủ sở hữu của hai video phan cho em mỗi người cây gậy, và thế là em ăn hai cây gậy luôn. Tới giờ lúc đó thì em mới suy nghĩ là thôi sau này mình sẽ đi kiếm tiền, mình đi làm nghề gì cũng được, kiểu như kiếm tiền đi, kiếm thật là nhiều tiền lên. Rồi sau đó mình sẽ lấy ra, mình sẽ tìm cái email của hai cái người này để mà mình liên hệ đó, để mà mình gọi là nói với người ta rằng hay là bây giờ là anh hay là anh hoặc là chị gì đó, hãy gỡ hai cái gậy này xuống đi, em sẽ gọi là bồi thường những cái thiệt hại mà em đã gọi là tạo ra à. Nói chung là thiệt hại bao nhiêu thì cứ cho một con số cụ thể đi, em sẽ gọi là cố gắng để gọi là bù đắp cái thiệt hại đó đó. Thì cái ý định của em nó là vậy đó quý vị, nhưng mà bây giờ thì nó đã bị mất hết hai cái gậy này, nó đã mất rồi. Thì cái việc mà em phải đi gọi là kiếm tiền nữa mà gọi là gỡ hai cái gậy này xuống thì chắc cũng không cần nữa đâu. Nhưng mà em cũng hơi nghi ngờ mà quý vị, tại vì tại sao em nghi ngờ quý vị biết không? Đó là tại vì cái sự khốn nạn của cuộc đời không phải là cái sự khó khăn mà nó tạo ra cho mình, mà là cái gì ta, đó là nó cho mình cái hy vọng, rồi sau đó nó tước đi cái hy vọng đó của mình. Nó là như vậy đó. Thì tại sao em lại nói như vậy? Thì có một câu chuyện như vậy em muốn kể cho quý vị nghe. Đó là đây là cái máy quay hành trình của em. Vậy em đã mua nó đâu tầm khoảng đâu là 2-3 năm trước thì phải, 2-3 năm trước đó. Và nó đã bị hư rồi, và em vẫn chưa dùng nó được một lần nào hết đó. Quý vị tin không? Quý vị tin nổi không? Vẫn chưa dùng được bất kỳ một lần nào hết, vậy mà đã hư rồi đó. Thì không phải là nó bị lỗi hay là nó bị gì hết, mà là kiểu như là em bỏ lâu quá hay sao đó, giờ không sạc pin hay gì, bây giờ pin nó có vấn đề rồi, cái nó không vô điện được, thế là nó hư luôn. Nhưng mà ghim cục sạc vô, ghim cái cục sạc vô thì nó vẫn lên đề, thì kiểu như là nó vẫn, cái màn hình nó vẫn sáng bình thường đó. Nhưng mà khi mà rút cục sạc ra rồi đó, mở cỡ nào cũng không lên được hết quý vị, mở cỡ nào cũng không lên được hết. Thì câu chuyện á là lúc mà em mới mua cái này về á, là em có thể em gắn cho nó bảo hiểm. Nhưng mà cái nón bảo hiểm của em á, nó được thiết kế theo kiểu góc cạnh đúng không quý vị? Cái đỉnh đầu của nó thiết kế nhìn nó kiểu hình tam giác như nè, cho nên dán của nó khi mà dán là nó bị nghiêng qua bên vậy nè đó. Thì lúc đó thì em vẫn chưa đủ tuổi quý vị, em vẫn chưa đủ tuổi để lái xe đâu, nhưng mà em đã biết lái xe rồi, và mẹ em cũng thường hay nhờ em chở đi chợ nữa. Và mẹ em thì sợ là đeo cái này kêu lưu bu quá, giao thông người ta hỏi thăm rồi đó. Thế là mẹ em lấy cái này kêu là thôi để mẹ cất cho. Thế là mẹ em cầm này, mẹ em ném vào tủ quần áo và cất. Rồi sau khoảng một thời gian đâu hơn một năm hay gì đó, em mới nhớ lại cái này, em mới hỏi là ủa mẹ ơi, cái máy quay của con nó mất tiêu rồi, mẹ nó mày cất tủ quần áo mà sao giờ con lục con cháu quá trời luôn, sao không thấy gì trơn. Cái mẹ em nói là thôi đâu để mẹ em kiếm thử, cuối cùng mẹ em kiếm cũng không thấy luôn. Cái máy quay này là do mẹ em cất, mà cuối cùng mẹ em kiếm mẹ em cũng không thấy luôn quý vị. Quý vị thấy ảo lòi chưa? Và thế là
em kiểu 300 mấy, một cái máy quay 300 mấy, gần 400 ngàn, mua từ trên mạng đem về chưa xài một lần nào, bây giờ bị mất tiêu một cách láng xẹt như thế hả? Ồ, quá chuyện vậy. Nói chung thì cũng có chút thất vọng quá vậy, tại vì đồ mình mua chưa xài được lần nào, bây giờ tự nhiên mất tiêu. Tức là tức chỗ đó đó, tức chỗ là chưa dùng được cái gì hết mà đã mất rồi. Đó. Và thôi, mất thì cũng mất rồi, kiểu như là thôi để bữa nào để khi nào mà kiểu như là có tiền thì mua lại, và cần thiết á, có cần thiết thì sẽ mua được cái khác. À, và sau khi mà có khoảng đâu cách đây nhiều ta, có khoảng 1-2 tháng gì đó, 1-2 tháng đó thì đã tìm lại được quá vậy. Thì cái câu chuyện tìm lại được cái này nó cũng ly kỳ lắm. Lúc mà em thi tốt nghiệp xong á, em chuyển hết toàn bộ đồ đạc của em từ dưới quê ngoại về trên quê nội của em nè. Năm lớp 3 em chuyển về quê ngoại em học, thì em học đó một thời gian, giờ hết em thi hết 12 rồi, thi tốt nghiệp xong rồi thì bây giờ em chuyển về đây. À, và em có một đứa em họ, và chồng của nó quý vị, trong cái lúc mà lục lọi đồ á, thì chuyển đồ không thể nào mà chuyển một lần là chuyển hết được luôn quý vị, sẽ còn những cái đề, còn những cái gọi là còn sót lại á. Thì trong một lần á, chồng của con nhỏ em á, nó lục lọi á, nó lục lọi trong nhà em á, thì nó lục ra được cái này. À, thì nó chụp hình lên, nó gửi qua Zalo, nó nói rằng hay là mình bỏ quên cái này. À, kiểu mình kiểu vỗ tay, trời ơi, cuối cùng cũng tìm lại được rồi, thì không cần phải tốn tiền mua lại cái khác nữa. Nhưng sau khi mà đưa nó lên đây á, mình ghim cục sạc vô, lên điện, ngon lành luôn. À, nhưng mà tới lúc mà đi chợ về quý vị, thật ra nói đi chợ cũng đúng là vừa đi chợ mà vừa đi công việc riêng của mẹ em á, đâu có khoảng đâu là mấy tiếng một giờ, 2-3 tiếng đồng hồ. Tới lúc 2-3 tiếng đồng hồ sau về tới nhà, cái máy quay em thấy kiểu ủa, nó sạc 2-3 tiếng mà nó vẫn chưa gọi là đầy pin ta. Đó, tại vì lúc đó em vừa rút ra cái máy quay, rút ra là thấy là cái máy quay nó tắt luôn, giờ nó mở không lên. Em kiểu ủa, sạc 2-3 tiếng đồng hồ tại sao nó không đầy pin, là thấy quái nào. Thế là em thử ghim lại một lần nữa thì nó hiện lên. Một khi mà em rút cục sạc ra, em rút cái chùi sạc ra thì nó bị lại tắt. Wow. Và thế là nó hư luôn. Wow. Nó làm cái em hụt hẫng hoàn toàn luôn quý vị. Em vừa hụt hẫng, em vừa tức, em vừa kiểu gọi là sao ta, đau khổ kinh khủng luôn quý vị. Tại vì mình tìm được cái này rồi, mình kiểu ôi, niềm hy vọng đã có. Có được cái này tôi sẽ đỡ cực rất là nhiều, bởi vì tôi có một cái vài cái ý tưởng, và vài cái ý tưởng về chủ đề video, cần tới hai cái máy quay mà có được cái này rồi thì rất là khỏe luôn. Nhưng mà cuối cùng thì hy vọng đã bị dập tắt, bởi vì cái máy quay này lâu quá không dùng thế là nó hư rồi. Rất tuyệt vời luôn. Và thế là trong cái đêm đó quý vị, tôi cằn nhằn như kiểu là tôi chưa từng được cằn nhằn luôn. Đó, tôi cằn nhằn cách kinh khủng luôn. Và mẹ tôi kiểu là hay là thôi hư rồi thì mua cái khác chứ có cái gì đâu mà cứ nhằn hoài. Đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi mới nói với mẹ tôi rằng là có tiền để mà mua. Tại vì hiện tại bây giờ là quý vị đang biết là kinh tế nó khá là khó khăn. Ai cũng gọi là sao ta, cũng gọi là cái túi tiền cũng trống rỗng hết trơn á, thì tiền đâu mà mua lại cái mới bây giờ, đúng không? Đó, cho nên là tôi nói chung là ngay cái ngày hôm đó là coi như là cả một bầu trời thất vọng nó đè ấp lên đầu của tôi luôn á quý vị. Nói chung là không còn cái gì có thể diễn tả được luôn. Cho nên bây giờ á, là sau khi mà tôi thấy được cái kênh YouTube của tôi nó bị mất hết 2 gậy rồi á, thì tôi rất là mừng, nhưng mà tôi đồng thời tôi cũng thấy hơi lo, bởi vì không thấy hơi nghi thấy nghi đó là liệu đây là mơ hay là tỉnh quá vậy? Không, có phải đây là mơ không? Nếu như là mơ thì nói chung thì thất vọng hơi bị ghê luôn á. Tại vì mất hết hai gậy thì rất là vui rồi. Nhưng mà thử tưởng tượng nha, tự nhiên có một ai đó là đi tới tán thẳng vào mặt mình, cuối cùng mình tỉnh giấc kiểu rằng ô, hóa ra tất cả những thứ này chỉ là mơ, kiểu không còn biết lời nào để diễn tả được luôn quý vị. Rồi ok, thì em làm video này thì đó là
Đầu tiên đó là thông báo cho quý vị biết rằng kênh của em nó đã mất hai cái gạch bản quyền rồi. Và thứ hai đó chính là câu view. Vậy thôi, chứ không có gì hết trơn rồi á. Rồi nói chung là bye bye quý vị nha. Hẹn quý vị gặp lại quý vị vào những video lần sau. Nói chung nhà em nó hơi ồn quý vị. Nó vừa nóng mà nó vừa ngay cái bên lộ nữa. Mà thêm cái nhà hàng xóm người ta cũng hay gọi là đi. Người ta đi chở hàng á, cho nên xe tải người ta có xe tải á, người ta đang chà rửa cái gì á, cho nên là từ nãy giờ nó khá là ồn, cho nên là quý vị thông cảm nha. Đó. Rồi, bye bye quý vị nha.